Thằng thuốc lá cho mình ta giật liền đó. Không giống mà còn cô. Lâu nay cứ cắt phâu miếc, bữa nay mới có cơ hội lạc ló này. Không phải dễ mà được lạc ló vú đâu nha. Có bèo gì cũng phải được bo đến 4 năm thì mới được lạc ló vậy chứ. Để mà nuôi nó thành như thế này mà có cơ hội mà lạc ló thì cũng không giờ lắm, bo 4 năm rồi thôi. Sáng nay phải mời anh Quân qua anh hỗ trợ chứ, không có ảnh thì cũng không được việc gì. Không có nổ gì nhưng mà ảnh đừng cớ là ảnh mất ta. Khó cành này đi hả? Cái ông đi cũng chưa có đụng đại. Đó mà nghe hôm qua tai nạn đó mà vắng hai người gái chân người gái cản không? Tấn đó. Mà tấn đó. Không, cái cây này nhìn cái gác này mới sướng được. Dũng nịnh 2kg rau còn cua vô cay ta. Em to mà. Sao vậy mà anh ký lại là anh nghiện mì tôm mì gó này. Mì đâu có tiền. Cái chậu nô cũng có rau cần cua. Ngoài cái chế mì gó nó còn có tác dụng gì không Dũng? Em bữa rửa tay heo ngon nè. Trời. Dúi thì mới có lặt cành mà nghĩ tới tơ heo rồi thì thôi chứ. Bắt giá gì. Nó nhỏ nhỏ cho anh em nó ngày hết ngày anh Quân. Bây giờ thì coi cái clip một bữa mà quay cái tay kia nghĩ cái từ một mình bên nào cái từ không. Cậu này mình để cái cậu đó, cái cậu đó tay chứ đó. Anh để cái cao đầu tiên luôn, mình nó form, nó giật mình mấy lần. Rồi giật mình luôn à. Đưa cái cao đầu tiên mình nữa chứ. Nào cũng như là mình cười cười. Cái gì đá mày vậy rồi, đá tắc kẹt rồi chứ. Tắc kẹt rồi. Thì cái đào tắc kẹt rồi. Lấy cho mặt nó giật liền đó. Không giống mà còn to quá. Dạ, nó tiếc em chậm lắm, mà chậm như thế nôi. Chứ không thấy cái tân mà không. Để lại hết đi rồi ta lại hết. Mấy đứa bất sướng à? Tốt à? Sướng đi. Giờ anh nói xôi cho mũ nó dính ta mà anh kêu sướng. Mũ không mua đi. Này làm gì phá quá à? Cái này hả? Cái này nó chưa có tính tiền kiếm. Số nhà anh lặn được được 2kg chưa? Hai cái nhôm thì cũng được khó khó rồi đó. Không, nó thì mê tính cái kỳ mới bấm ngày sướng à. À nó chắc chắc chắc. Dú dài mà không chịu mua. Bữa trước nó 15 triệu chứ bữa nào 15 triệu không cho động á. Hết cả. Nó tiền thân cái đâu ông? Nó tiền tiền. Nó
hái ra đi. Hò anh đi về hái thôi, coi đang hái đó con. Là vật gió là leo thon thì dúi cũng phải lành gió xong lại món rẻ mới nhất dạy này mì gấu là lành nam ngọn gó rồi thì dúi phải gió leo thon thì nòn cũng leo ghế chứ à đào đó thì á gió leo thon thì nòn cũng leo ghế mẹ tới đây món ghế trong sướng luôn nha. Cái này bây giờ chiều nay là lã mà họ trỏ 20 triệu thì có bón anh Quang. Biết nè, nhanh dữ nè. Nói chứ tính đầy bò anh em một bụ na thì cũng mất 1,5 triệu tiền công rồi. Chưa nói là nước non rồi giá mạch giá mỏ rồi nữa. Mới cay thì nó đẹp dài ra mà bón rã thi thì cũng uổng. Tìm được cái cây mà chai thì cũng khó. Đâu khi anh có tiền nhiều chưa chắc anh mua được cái cây đẹp. Nhưng mà khi cái hầu ít tiền anh là có duyên anh là mua cái cây đẹp. Cây cấu là nó không có gì. Tức là anh vào đúng cái thời điểm mà chủ người ta muốn chuyển nhượng, muốn nhượng lại mình chai. Chẳng bớ hàng riêng. Đúng rồi, mấy cái chị má bị bù đó là chuồng tóm, tính dính chữ nữa. Nó gây âm mấy chỗ đây, tối về mà chạy bắn ngay nè. Thứ gì kinh nghiệm ơi. Thứ gì cho bắp quan chia sẻ kinh nghiệm đó. Thứ gì cho bắp đù non là nó chuyển qua màu tím mấy cái thằng. Nhưng đừng có suy nghĩ mà lo. Những đời hoa xin. Đó luôn cái thôi. Từ từ nó bắn nó tôi khó tôi mở hết chứ không có để cái dây này. Vì cây vú đây mà anh mấy ngày nay anh mắc ăn mắc ngủ đây chứ. Thôi con, đừng dây điện nguy hiểm miếng con. Thôi cá nè, cái máy cá không biết. Cá thì giờ nó khổ dính gì đấy. Ừ, sao được quá hay. Ok đó. Đó, anh đứng ấy đó, anh đứng ấy đó. Đó. Nhìn vô màn hình. Nhìn vô cây chứ nhìn chứ. Anh đừng đứng vô cây. Do đứng vô cây thấy cây nó cô. Thấy cây cô hơn mình không? Ừ, chứ bởi vì mình quốc cô hơn. Anh đứng vô cây nhỏ ấy. Thấy cây to. Cái này trò thấy cây nó sạch sẽ nó đẹp lắm. Bây giờ nhiệm vụ còn lại là vô cho anh tám anh rửa rồi đây. Cái này cái đường thăng nó đi. Mới là nhiên lắm. Cũng ngạc. Quay máy cây này nó cực lắm. Quan con. Đường đi nó làng ngoàng. Mà nhìn kỹ là thì thấy đẹp. Giam thì cũng chưa già lắm.
cành ra đây nuôi thêm chứ chưa kết thúc được đâu. Nhưng mà đúng là vú nhìn phần da sướng.